Chuyển sang những thông tin về thể thao, thưa quý vị, tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi 2023 chính thức khởi tranh tại Tiền Giang từ ngày 20 tháng 5. Sau ngày thi đấu hôm qua 23 tháng 5, đoàn vận động viên Long An đã giành được 9 huy chương vàng và đang tạm xếp thứ tư toàn đoàn. Ở ngày thi đấu hôm qua 23 tháng 5, Long An đã có 3 huy chương vàng cá nhân từ Kình Ngư, Võ Thị Mỹ Tiên ở 50m ếch, 200m và 800m tự do lứa tuổi 16-18. Đến thời điểm này, Mỹ Tiên đã đem về cho Long An 9 huy chương vàng tại giải đấu. Tham dự giải bơi vô địch các nhóm tuổi 2023, đoàn Long An có 10 vận động viên ở các lứa tuổi dưới 11, 12, 13, 14, 15 và 16, 18. Niềm hy vọng vàng đều đặt lên cô gái Mỹ Tiên. Chưa đủ thời gian để rèn luyện thêm để chưa lấy được thành tích tốt nhất trong giải này. Dạ, cố gắng thì vẫn duy trì thành tích không quá kém thành tích tốt nhất và đạt được mấy cái huy chương vàng mà của mình đang giữ. Dạ, mục tiêu là được 10 huy chương vàng. Cự ly nào không phải thì em cũng sẽ cố gắng. Dạ, như là bạn Thanh Hóa hay là An Giang cũng có Đồng Nai nữa, cũng kiểu đu bám nhau để gì đó tới chị. Trở về từ SEA Games 32 sau khi giành được tấm huy chương đồng 800m tự do nữ, Mỹ Tiên chỉ có thời gian 5 ngày là cùng đoàn vận động viên tỉnh nhà tham dự giải bơi vô địch các nhóm tuổi. Với thời gian nghỉ ngơi hồi phục không đủ nên cô chỉ cố gắng duy trì thành tích của mình. Mục tiêu giành 10 huy chương vàng và đến ngày thi đấu 23 tháng 5, tức ngày thi đấu thứ tư, Mỹ Tiên gần như đã đạt được chỉ tiêu đặt ra. Dạ, thì khi tham gia giải này thì Tiên là thời gian chuẩn bị rất là ít. Dạ, nó giống như là SEA Games về là khoảng 12 tới 15 tây là bắt đầu mới tập luyện trở lại. Thì khi đó thì tới 20 là bắt đầu mình thi, cho khoảng từ 5 tới 7 ngày là bắt đầu phải thi giải tiếp theo rồi. Nên tụi em chỉ có điều chỉnh giáo án thôi, chứ thật ra cũng không có giúp được bạn là tăng tốc độ lên hay là như thế nào. Chỉ đã cố gắng duy trì thành tích thôi. Còn về chỉ tiêu thì đoàn trước khi đi thì nhận được chỉ tiêu của bên ban lãnh đạo giám đốc, tức là hiệu trưởng bên trường là khoảng từ 10 tới 12 huy chương vàng. Dạ. Hiện tại thì Tiên đang là 9 huy chương vàng, hy vọng trong 2 ngày còn lại thì Tiên sẽ giữ vững phong độ. Một ngày thì có thể là 2 huy chương vàng. Ngoài Mỹ Tiên, Long An còn hy vọng lứa tuổi 14-15 là em Lê Thành Danh. Tuy nhiên hiện nay Thành Danh vẫn chưa phát huy được hết khả năng mà ban huấn luyện đặt ra tại các đường bơi sở trường của mình. Lê Thành Danh thì em đặt chỉ tiêu là 3 huy chương vàng, các cự ly là 50, 100 và 200 tự do. Hiện tại thì bạn thi 200 với 150 tự do rồi thì chỉ đạt đồng thôi, chứ không phải là vàng. Là hai cái cự ly đó sở trường của mình mà mình mất cái đó thì rất là đáng tiếc. Và còn ngày cuối cùng thì mình sẽ thi 100 tự do. Em hy vọng tới đó thì sẽ lấy lại, điều chỉnh lại được. Tại vì đây là giải đầu tiên của các bạn trong năm, nói với giải trẻ là giải đầu tiên trong năm. Nên nhiều yếu tố nó tác động với bạn, tâm lý rồi điều kiện đó. Đây là giải trẻ mang tầm quốc gia đầu tiên trong năm 2023 nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các vận động viên. Vì vậy mà tất cả niềm hy vọng vàng đều đặt lên cô gái 17 tuổi Mỹ Tiên. Mỹ Tiên chính là vận động viên chủ lực mang về các tấm huy chương cho thể thao Long An trong thời gian qua. Hy vọng em sẽ là tấm gương, nguồn động lực để những vận động viên trẻ cố gắng phát huy trong thời gian tới để đem về thành tích cho thể thao Long An.